Ôi đây mọi người ơi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh của ông Tiến Trình Vlog nha mọi người. Hôm nay là ngày 29 tháng 3, mình đang trên đường về quê nè. Hôm nay xe rất là đông nha mọi người. Đi từ nhà đến đây là lúc nào cũng bị kẹt xe hết. Nè mọi người thấy không? Trời ơi, rất kẹt quá trời luôn. Xe lớn, xe nhỏ gì rất kẹt y xèo luôn. Đây, hôm nay mình đi về quê nha mọi người. Đi về với hôm nay gia đình cả nhà mình đi về quê An Giang nha mọi người ơi. Trên đường đi về nè, xe đông quá trời luôn. Ơi, giờ đang đi trên đường về mà quá cày xe rồi, không biết tới chừng nào mới tới quê đây. Lên nóc xem tình hình luôn nè.
bị tai nạn mới cạc xe các bạn. Wow, trên đường nhiều vơi cạc xe quá trời luôn nè. Hiện tại bây giờ là 8:45 các bạn. Kẹt xe sao mà về đây, chết rồi. Từ Sài Gòn về quê kẹt xe 3 lần á các bạn. Và cuối cùng cũng thoát rồi các bạn ơi. Cuối cùng là mình cũng thoát rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ clip mình xin tạm dừng tại đây ha các bạn. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nào mình uống nước đi. Bây giờ mình quá mệt rồi. Bây giờ clip mình tạm ngưng tại đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn buổi tối thật là vui vẻ nha. Bye bye. Mày xuống cái này. Đó đây.